Mặc dù dự thảo luật các tổ chức tín dụng đã luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu của Nghị quyết 42 của Quốc hội theo hướng kế thừa toàn bộ một số quy phạm được thực hiện hiệu quả và có tác động tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, góp ý vào dự thảo luật tại hội trường chiều nay, nhiều đại biểu cho rằng các vấn đề pháp lý về xử lý nợ xấu từ tài sản bảo đảm vẫn rất cần ra soát, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn. Ý kiến của một số đại biểu cho rằng, Nghị quyết số 42 là nghị quyết thí điểm, được ban hành trong bối cảnh nợ xấu của các tổ chức tín dụng cao, phức tạp và tập trung trong một thời gian nhất định. Vì thế, việc luật hóa một số quy định trong dự thảo cần cân nhắc để giải quyết được căn cơ những khó khăn vướng mắc của bên liên quan. Việc luật hóa các quy định của Nghị quyết số 42 cần được đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng, đặt trong bối cảnh các quy định pháp luật hiện nay đã được hoàn thiện rõ ràng, đầy đủ hơn, cần đánh giá tổng thể, khách quan bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý nợ xấu, từ đó hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh hành chính hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bảo đảm hài hòa, công bằng với các chủ thể tham gia quan hệ dân sự, kinh tế trên nguyên tắc chỉ luật hóa những nội dung phù hợp trong điều kiện bình thường. Cơ sở để xác định giá thị trường hay định nghĩa thế nào là phù hợp với giá thị trường thì dự thảo luật chưa có quy định cụ thể, sẽ khó khăn cho việc triển khai thực hiện trong thực tế. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn cơ sở xác định giá thị trường và nguyên tắc phù hợp với giá thị trường của các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm liên quan hoặc giao cho chính phủ hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, luật doanh nghiệp và luật đầu tư đã bãi bỏ các rào cản về thành lập doanh nghiệp mua bán nợ, song các doanh nghiệp này vẫn không hoạt động được vì không được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 42, như không có quyền thu giữ tài sản bảo đảm như các tổ chức tín dụng. Một số đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nên xem xét mở rộng đối tượng tham gia xử lý nợ xấu trong dự thảo, bao gồm doanh nghiệp mua bán xử lý nợ xấu tư nhân cả trong nước và đầu tư nước ngoài.